Thưa quý vị, trước ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây thiệt hại nghiêm trọng các tỉnh thành phía Bắc nước ta, cộng đồng quốc tế đã có những sự hỗ trợ kịp thời. Trong đó, Mỹ đã công bố khoản hỗ trợ 1 triệu đô la Mỹ. Thêm một thông tin đáng chú ý nữa, hiện nay có những tin giả, đặc biệt là tin sai sự thật về vỡ đê tại một vài khu vực. Vậy việc đưa thông tin sai sự thật như vậy có bị xử lý hình sự không? Hình thức xử lý cụ thể thế nào? Những thông tin này sẽ có ngay trong video sau đây. Cùng với đó là những thông tin về mưa to vẫn diễn ra ở miền Bắc trong ngày 12 tháng 9 trước tiên là thông tin về khoản hỗ trợ một triệu đô la mỹ Theo Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Mỹ chiều ngày hôm qua thông báo sẽ hỗ trợ Việt Nam 1 triệu đô la Mỹ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID. Khoản viện trợ này sẽ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo với mục đích cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, vệ sinh và các hỗ trợ khác ngoài thực phẩm. Trong năm năm qua, thông qua tổ chức này, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam đã cung cấp 7,7 triệu đô la Mỹ hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ sẵn sàng ứng phó thiên tai. Đồng thời, 18 giờ 20 phút ngày hôm qua, chuyến hàng viện trợ của Australia đến Hà Nội sau đó đã được chuyển lên Yên Bái. Cụ thể, theo thông tin, chiếc C-17 của không quân Hoàng gia Australia đã hạ cánh tại sân bay nội bài, mang theo đồ viện trợ gồm 264 dụng cụ vệ sinh cá nhân, 120 dụng cụ bếp, 600 chăn, 264 đồ dùng sửa chữa nhà cửa, 600 thảm ngủ, 522 tấm bạt tre và 360 màn. Chuyến hàng dự kiến được chuyển ngay lên Yên Bái, nơi bị ngập nhiều nhất với hơn 21.000 hộ dân. Đại diện Yên Bái nhận số hàng này là bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng có mặt tại sân bay nội bài để chứng kiến lễ bàn giao là đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Kolesilovki. Cùng với đó, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai, gọi tắt là ASA Center, đã gửi hơn 2.000 bộ dụng cụ gia đình gồm xô nhựa, túi đựng nước, khăn tắm, áo phông, màn chống mũi, nến, đài FM và trên 1.000 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, bao gồm dây thừng, cưa gỗ cầm tay, đinh đóng kim loại, sẻng, cuốc, kéo, đinh đóng góc, dây buộc, búa và hơn 1.000 bộ dụng cụ bếp. Ngoài ra, thì ASA Center cũng đã gửi hơn 3.000 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, gồm có bột giặt, băng vệ sinh, khăn tay, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng, vệ sinh, dầu gội. Cùng với đó, thì tổ chức Zika của Nhật Bản thông báo sẽ viện trợ 40 máy lọc nước bằng tay, gồm có lọc bơm, lọc lõi với tốc độ lọc 4 lít mỗi phút, công suất tối đa là 100.000 lít, 200 tấm bạt nhựa đa năng kích thước 50 x 4 m Dự kiến hàng viện trợ của Nhật Bản sẽ đến Hà Nội vào ngày 16-17 tháng 9. Cục Quản lý Đê Điều và Phòng chống thiên tai cho biết cũng đang trao đổi với một số tổ chức quốc tế khác để thống nhất về hỗ trợ khẩn cấp. Trước đó, thì vào ngày 9 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn đã họp thông tin với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế về tình hình bão Yagi. Bà Pauline Stalmis, Điều phối viên của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết nhóm lãnh đạo của cơ quan Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ chính phủ để qua đó hỗ trợ dân sớm nhất, trọng tâm hỗ trợ là người dễ bị tổn thương như là người già và trẻ nhỏ. Những sự hỗ trợ kịp thời của cộng đồng quốc tế cùng với sự chung tay góp sức của cả nước sẽ là những nguồn lực về vật chất và tinh thần để các địa phương phục hồi, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống sau ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đưa tin sai sự thật về vỡ đê có thể bị xử lý hình sự hay không? Những ngày này, ảnh hưởng của mưa bão khiến nhiều con sông ở phía Bắc nước dâng lên rất nhanh, gây ngập lụt nhiều khu vực, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhiều tuyến đê cũng phải gồng mình để chống lũ. Chính vì thế, các thông tin về lũ lụt ở các khu vực các tỉnh phía Bắc đang được dư luận xã hội rất quan tâm. Lợi dụng vào tình hình này thì nhiều đối tượng đã đưa tin sai sự thật nhằm câu view hoặc là thực hiện các mục đích cá nhân gây nhiễu loạn thông tin, có thể gây hoang mang trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão lụt và câu hỏi đưa ra là đưa tin sai sự thật về vỡ đê thì liệu có bị xử lý hình sự hay không? Câu trả lời là trường hợp hành vi đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội khiến cho người dân lo lắng mà phải di chuyển chỗ ở hoặc phải tốn kém chi phí để thực hiện các giải pháp ứng phó không cần thiết gây ra dư luận xấu thì có thể xem xét xử lý hình sự. Và những ngày qua các địa phương cũng đã xử lý một số cá nhân về vấn đề này. Ngày 10 tháng 9, Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập 5 người thông tin nội dung sai sự thật về việc vỡ đê trên các địa bàn các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà, Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Các bài viết này thì đã thu hút sự chú ý và chia sẻ của hàng ngàn lượt người, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống lụt bão và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trước đó, thì Công an các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cũng đã phát hiện xử phạt nhiều trường hợp đưa tin không đúng về sự việc vỡ đê sông cầu, vỡ đê ở địa phận xã Chí Yên, huyện Yên Dũng. Những thông tin về diễn biến cơn bão, tình hình thời tiết sau bão là những thông tin rất quan trọng để người dân kịp thời ứng phó, chuẩn bị với cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chọn lọc nguồn tin, nhiều người tin vào những nguồn tin thất thiệt, những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội dẫn đến tích trữ thức ăn, bỏ bê công việc để phòng chống bão lụt, thậm chí có thể sợ bão lụt mà di tản không cần thiết. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng, hành vi đưa thông tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm luật an ninh mạng bởi vậy tùy thuộc vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người đưa thông tin sai sự thật có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự luật sư cũng đã phân tích thêm những thông tin về vỡ đê trong bối cảnh nhiều địa phương đang bị ngập nặng do mưa bão hiện nay là những thông tin thất thiệt có thể tác động tiêu cực đến xã hội gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến công tác phòng chống bão lụt ở nhiều địa phương gây hoang mang trong dư luận xã hội bởi vậy cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguồn tin xác định người đã đưa thông tin sai sự thật này làm rõ động cơ mục đích và đánh giá hậu quả của những thông tin sai sự thật này để xem xét xử phạt vi phạm hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự. Rõ ràng, như vậy, nếu như đưa thông tin sai sự thật về vỡ đê, tùy theo cái mức độ ảnh hưởng và hậu quả thì có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo luật sư, trong những trường hợp hành vi được xác định là chưa đến mức nguy hiểm cho xã hội, chưa gây ra những hậu quả xấu cho xã hội, thì người đưa thông tin sai sự thật này sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 15 2020 NDCP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện với mức phạt là từ 5 đến 10 triệu đồng với cá nhân và sẽ gấp 2 lần đối với tổ chức. Và trường hợp hành vi đưa thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự toàn xã hội, khiến cho nhiều người dân lo lắng mà phải di chuyển chỗ ở hoặc phải tốn kém chi phí để thực hiện các giải pháp ứng phó không cần thiết, gây ra dư luận xấu thì có thể xem xét xử lý hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự với chế tài bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm để theo dõi các thông tin về thời tiết về bão lũ thì cần tiếp nhận những thông tin từ đài báo chính thống ứng phó với thiên tai theo các thông báo chỉ dẫn của chính quyền địa phương đồng thời khi thấy xuất hiện những thông tin mới về thiên tai trên mạng xã hội thì người dân cần phải tìm hiểu rõ nguồn tin có chính thống hay không đã được cơ quan chức năng xác thực hay chưa tuyệt đối không chia sẻ đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống lụt bão gây hoang mang trong dư luận xã hội Miền Bắc tiếp tục có mưa to trong ngày 12 tháng 9, mưa rồng tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong ngày hôm nay ngày 12 tháng 9, trong đó đi khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thì sáng sớm ngày hôm nay, ngày 12 tháng 9, khu vực đồng bằng Trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rông. cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm. cục bộ có nơi mưa trên 100 mm. Ngày và đêm ngày 12 tháng 9 thì khu vực phía đông bắc Bộ Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa, có nơi có rông. cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ thì có nơi mưa trên 80 mm. Ngoài ra thì khu vực Việt Bắc của Bắc Bộ, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 mm đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 mm cho đến 40 mm cục bộ có hơi trên 80mm, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa rông và mưa lớn cục bộ ở Trung Bộ thì có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Cảnh báo mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.